Bu bên kia rồi, bên này không ai quan tâm đâu. Cáp cáp. Ơi. Nào úp cái mặt vô đây cái là đủ quá chén đó nha. Lên bên ở đâu rồi quờ. Ừ. Wow. Yeah. Cuối cùng của các bạn ơi. Xin chào anh em, hiện tại là mình đang trên đường xuống Bến Tre. Chuyến đi ngày hôm nay là để tham gia một giải bóng đá thiện nguyện được tổ chức tại Mỏ Cây. Và dĩ nhiên không phải là đi một mình đâu nha. Đây là Sanchez, một siêu phủi ở Cà Mau. Thiếu nhỏ Cà Mau. Anh Vũ Xuân Thịnh, goalkeeper Sài Gòn. Chuyên Messi. Phúc CD. Này Nguyễn Tiềm xuống đá giải cho. Đó, thấy logo biết rồi đúng không? Logo của Chat 97. Chắc không cần phải giới thiệu gì thêm hen. Mục tiêu của giải này mình là gì anh? Chủ địch. Chủ địch. Có logo lúc kia có mấy xì phải vô địch chứ. Hôm nay mang cái túi giày bần quá. Bình thường mang cái túi giày Rain Sport. Ai muốn mua cái túi đó thì link trong phần mô tả nha. Chóng mặt quá vậy. Trời ơi, đau, đau cái dây chằng quá hả? Cặp đôi dây chằng đâu rồi? Sanchez đâu rồi? Sanchez lên đây. Sanchez đang đi dưới rồi. Chia sẻ anh em biết là Sanchez cũng mổ dây chằng nhân tạo giống như mình nha. Mang hai cặp dây chằng nhân tạo đi về Bến Tre. Đâu, kiếm cướp lo cho mình thêm hạng người cộng nữa. Chắc thèm cộng nữa bên kia quá. Đó, mới ăn sáng xong. Giờ chắc ra sân luôn. Nghe nói 7 rưỡi khai mạc nhưng mà giờ là 8 giờ rồi. Lỗi là do ông kia ngủ quên nên cả đoàn xuất phát trễ đó anh em. Ôi là nói vào sân rất là đông khán giả nha. Vẫy tay, vẫy tay. Vẫy tay, vẫy tay. Rồi. Ôi là em biết kiếm cái xì không? Hello, xin chào các bạn, chào chân lòng của mình. Vẫy tay à? Sao vẫy tay dữ vậy? Chào anh Sách đi trước rồi. Trời ơi. Ôi là la. Bu bên kia rồi. Xe của Z ở bên kia và fan Bu trực kính xung quanh. Bên này không ai quan tâm đâu. Fan của Z đông quá, còn fan của Theory Style đâu. Điểm danh trong phần comment đi nào. Cáp rồi, cáp rồi. Thôi để cáp lên đây. Để cáp lên. Lấy đồ luôn, rồi. Để cáp lên. Có người gánh rồi, có người gánh rồi. Có người đánh rồi. Có người gánh rồi. Cáp ơi cáp. Cáp The Villa, siêu phủi Sài Gòn. Okay. Ok. Trời ơi, sao xinh dữ vậy? Từ anh. Sao xinh dữ vậy? Ok. Lôi ra giùm anh ơi, lôi ra đây, lôi ra giùm anh ơi. Kéo bóng gòn bắt ngang ba cái nào như chữa đặc biệt. Xinh dữ ta. Thực sự là mình quá bất ngờ và hạnh phúc khi vừa bước xuống xe là được các bạn nhỏ yêu mến và săn đón như thế này. Một cảm giác hết sức tuyệt vời. Cho em cái áo của anh rồi thì anh ở trần hay em? Và đây là lễ khai mạc cũng như là sự kiện bóng lăn giữa đời thường được tổ chức bởi Jet và các lãnh đạo của huyện Mỏ Cày Bến Tre, cũng là quê hương của Jet sinh ra nha anh em. Giải đấu này mục đích là đem đến những phần quà từ vật chất đến hiện kim cho những người già khó khăn ở nơi đây.
một sự kiện và giải đấu hết sức ý nghĩa của Chat 97. Tới đây mà không cho mình một like, một đăng ký thì mình buồn đó. Trao quà và làm lễ xong rồi, giờ thì ra sân thôi. Ô la la. Thú thiệt với anh em là lúc mình vừa mới bước vào sân thì mình thấy hoang mang thiệt. Cỏ cao nè, mấp mô nè, và cũng pha lẫn một chút bùn. Đâu đó thì có vài cái hố nước. Một hồi thì mình thấy cũng bình thường, ở quê mà có sân banh thì tuyệt vời lắm rồi, có gì mà để đòi hỏi nữa. Đá banh dơ đôi giày một chút thôi, về nhà rửa lại cũng chả sao. Chuyên môn bóng đá có bị ảnh hưởng một chút, nhưng có quan trọng gì đâu, đá vui mà. Thế thì cứ mà thoải mái mà chơi thôi. Sang nhà, sang cuối, sang cuối. Bạn kiếm ai mà phải đá cho chạy, ai có ai đá không? Lúc này thì Kim Messi đang sắp vị trí cho anh em đá. Xong xuôi rồi, khởi động một tí và chiến thôi. Trận banh lúc 10 giờ sáng nên khá là oi bức. Ghê ơi, khéo quá vậy. Và dĩ nhiên không quên múa vài đường cho anh em đé mắt chơi. Ba này cứng lắm, cứng chán là hơn cái mà ra luôn. Lassico AK nè. Ghê. Ghê Sanchez. Dây chằng nhân tạo giống tôi. Có cái áo màu hồng á. Ghê trời. Kim Messi nè, thấy hiện coi. Chiều nay á, bây giờ nếu thắng á, nếu mà mình thắng trận này á là chiều nay mình đá chung kết. Còn nếu thua là chiều nay mình đá 3-4. À dạ. Nên là kiểu gì chiều nay cũng sẽ đá. Le Man ở đâu rồi? Không biết mọi người khởi động như thế nào, chứ riêng mình khởi động hay múa vậy. Cho bên đối thủ họ nhìn qua, họ cứng chơi. Xong rồi mình dự bị nguyên trận, cho đội bạn hết hồn luôn. Tới đây mà không cho một like và một đăng ký là buồn tập 2 luôn đó. Lúc đầu thì ông Z bảo là không đá, ngồi xem thôi. Ai về giờ xỏ giày vào sân luôn. Rất là biết chiều lòng các fan mộ nhé. Bạn chơi tên Quý đúng không? Quý hả? Và đội hình xuất phát gồm có Chet, thủ môn Vũ Sinh Thịnh, Nguyễn Văn Quý, Cáp The Villa, Cao Trạng, Phong Linh Rồ, Sanchez. Đoạn này nghe nói là khỏe nhất ở đây á, ngày nào cũng đá sân này. Chà, máy cài. Máy cài của mỏ cài luôn. Đúng rồi, máy cài của mỏ cài. Ghê. Khán giả thì rất đông. Giờ đá phút. Từ lời mời đi đá của Z, mình cứ nghĩ là anh em ra đá thôi, không có nghĩ là sẽ có đông khán giả xem như thế này. Và giờ đây đứng đây thi đấu, cảm giác như được đá một giải đấu lớn, thích thật. Mới vô Rabona rồi trời. Ghê thiệt. Dân đầy mặt rồi. Anh em thấy có vui không? Vui thì cho một like, một đăng ký nhé. Trời ơi, có mấy máy cày rồi. Wow. Đúng, chính xác. Cú vô lê rất mạnh của Sanchez nhưng bóng chưa đủ hiểm. Đi giảng. Chuyện. Dứt. kinh khủng quá. Số 15, Cao Trạng.
một cầu thủ thuộc biên chế của đội trẻ Lê Quốc Minh, nay đã được đôn lên đội lớn, vừa có một pha dốc bóng tốc độ và dứt điểm máu ngoài rất tinh tế, mở tỷ số 1-0 cho C97FC. Mặc dù mặt cỏ dày nhưng mà Cáp Davila vẫn tự tin kéo gầm. Quỷ tướng ok quá ha. Có khác. Hay chi. Biết rồi nhưng mà không biết vụ đó. Nhưng mà nghi. Một pha xử lý double set over của Jack97 nhưng cú dứt điểm hơi nhẹ. Đang trong rách ghi bàn nãy giờ. Chết tôi. Bớt cho anh. Cáp Davila. Hay quá. Chuyện. Anh vô thì đu chắc lên đá cao nhất thôi là được rồi. Anh này đang tối ưu nhất á, đang mạnh nhất á. Đang ok nhất. Đang còn khỏe nhất á. Cho chết đá bỏ nè, chị ngang. Cái nữa. Cái gì rất khó các bạn. Đâu đó chạy. Về thiệt. Đỡ mệt. Đâu. Rồi lên, cộng lên, chạy lên. Cộng lên sạc, tiếng sạc, tiếng sạc. Đi. Đó luôn bạn. Thôi ra luôn bạn. Giữa. Rồi vô kia. Vô à. Kim Messi đã vào thay cho Cáp Davila. Yeah, đá vào đáy quả banh thì hỏi sao không bắn chim. Mọi chế sao? Quá nắng quá, lại đến điều lên đá rồi chứ bây giờ kiếm đá luôn quá. Messi ghi bàn. Hai trái. Tận dụng sai lầm của thủ môn đội bạn, khi Messi xuất hiện và cướp bóng ngay trên các đầu ngón tay của thủ môn, sau đó dứt điểm đơn giản nâng tỷ số lên 2-0. Ok. Bóng dáng của Rudiger phản phất đâu qua đây. Tốt thịnh. Làm sao làm khó được anh Thịnh Vũ. Chiêu Hải Phương. Nguyễn Văn Quý băng lên rất tốc độ ở hành lang cánh phải. Và sau một khoảng thời gian chờ đợi, giờ đã được vào sân rồi nha anh em. Chim vô giữa đó chim. Kiên. Ủa gì vậy? Thì sao đó nữa không? Xếp lại đội. Nặng không? Okay. Vừa mới được vào sân, trọng tài thổi hết hiệp. Cái quay cho em xe sau lưng với. là may quá chưa bay người lắm. Cho anh hình như là toàn là xinh không à. Xinh không à, đúng rồi. Ô là la, vỡ giờ hết rồi, mua vỡ mới thôi, mua ở đâu tốt thì link trong phần mô tả nhé. Rồi đá lên đá nè. Giờ mới được đá nè nha anh em, mình đã hậu vệ cánh phải. Lên hiếp.
lâu lâu được trải nghiệm cái cảm giác vừa đá banh vừa né ổ gà. Keeper. Keeper, keeper. Anh em thấy quen không? Tình huống na ná với trận World Cup giữa Nhật và Đức đó. Mang theo va như mình thì khỏi cãi hen. Toàn đường Hiếu. Mình bị theo rồi nên thành ra Hiếu nó không được. Hiếu, 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 Hiếu. Hiếu. Cỏ dày quá nên bóng lăn không nổi, nếu không pha đó sẽ là một bàn thắng. Tổng Thịnh. Rồi xong, cắm mặt chạy về luôn. Giờ đang là gần 12 giờ trưa đó nha anh em. Top. Qua đầu lấy cho Thịnh ơi. Phút CD kiến tạo cho đội bạn hay dữ trời. Tiếp. Ê! Tiếp ra. Cầu Hiếu. Giờ Hiếu, giờ Hiếu. Dâng cao, đồng đội mất banh. Chạy về sắp mặt. Chạy qua hỗ trợ cho cánh đối diện luôn. Đấy. Con. Hey. Anh à. Đoạn này mà nhả về cho mình là dứt điểm được luôn nè. Chạy sắp mặt nãy giờ, khúc này đứng thở luôn rồi. Ô là la, đối thủ đang phản công, vô tình hô nước cứu cánh. Chạy lên chạy xuống liên tục, hình như là bao hết nguyên sân. Giữa cái nắng 11 giờ trưa như thế này thì có xỉu luôn á. May mà anh em đi đông thay phiên nhau nên đỡ khổ. Lấy. Solo game, solo game, solo game. Ok. Hộp chim. Quý, quý, quý. Ừ. Wow.
Ok. Từ một pha đá phạt nhanh của Capdevila, Jack phá bẫy Việt Vị, lao xuống chạm banh tinh tế. Thủ môn cũng đã phản xạ rất nhanh để cản phá cú đá, nhưng không thể nào thoát khỏi một bàn thua. Và cuối cùng, Jack đã bỏ túi một bàn thắng. Đó là điều mà tất cả các cổ động viên ở đây mong đợi. 3-1 cho C97FC. Chào lâu Chim! Sang! Sang! Bóng bóng! Bóng bên! Bóng bên! Chạy Chim! Chim trái! Ờ, xuyên phải rồi hả? Số 12 Chim Hải Phương cũng thuộc biên chế đội trẻ Lê Bảo Minh, nhưng bây giờ đã được đôn lên đội lớn. Em nó cũng làm nhiều video clip với mình rồi, chắc không xa lạ gì với anh em của kênh nhỉ? Lụm. Mà muốn chèo nữa, đá thẳng sút. Ok. Cú nứt cầu bôn của Capdevila. Một bàn sang. Quý đồ kìa. Sang chết chuyền cho chết 97. Ơi. Quá hay. Tiếng quý. Em trai của Tiếng Linh. Lúc nãy thì Zach ghi bàn, còn giờ thì Zach kiến tạo, quá tuyệt vời luôn. Người ghi bàn là số 9, Nguyễn Văn Quý. Cầu thủ này đang đá chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Bình Dương và có gương mặt rất là giống với là Nguyễn Tiến Linh. Nhiều người bảo mình đây là em trai của Nguyễn Tiến Linh. Có phải vậy không? Anh em comment giải thích giúp mình nha. Mà nó bị dướng lại. Một ngày làm việc cũng không quá vất vả của anh Thịnh Vũ. Ồ, Zach vô đây đá luôn hả? Hay quá trời ơi, Rabona vẫn còn. Vẫn là Tiến Quý. Tiến Quý hay quá. Đẳng cấp cầu thủ chuyên nghiệp đã lên tiếng. Ở tình huống trước đó, cầu thủ này ghi bàn bằng chân trái. Còn giờ đây, đó là một cú Rabona bằng chân phải. Sau đó dốc bóng vào trung lộ, tiếp tục dứt điểm bằng má ngoài chân phải. Hai chân như một, đúng là cầu thủ chuyên nghiệp có khác. Yeah, hết giờ. Và kết thúc trận đấu, Jack97 Football Club chiến thắng với tỷ số 5-1 và sẽ chơi trận chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Giờ thì bắt tay chào kết với cầu thủ đội bạn thôi nào. Và anh em thấy trận cầu vừa rồi là một trận cầu hay thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh nhé. Thôi cắt. Yeah, see. Mới vô hết giờ. Ok. Đã xong trận này, người không có ông nào sạch sẽ hết, kể cả Jack. Xin. Vậy mình dính xin đen thui từ lúc khởi động rồi, đâu cần đợi đến lúc đá. Sao kiểm tra thiệt hại của anh em? Ok, okay. Quá tuyệt vời luôn, những đôi giày rất tuyệt vời. Kiểm tra em lên thôi. Sao? Làm gì vậy? 18 cộng. Sao? Sanchez sao? Ừ, vậy ok á. Ôi, tính ra giày kia Messi là sao mà kiểu... Vậy thì có thể giặt, nhưng vớ đá xong có thể bỏ đi mua vớ mới cũng được. Mua ở đâu tốt thì link trong phần mô tả nhé. Xe là sạch nhất nè. Đứng ngoài chỉ đạo mà. Mời anh Cap. Nói chung thì bình thường. Bình thường hả? Lau rượu quen rồi đúng không? Đúng rồi. Xe này là sở trường rồi. Sở trường luôn. Cày biết bao nhiêu năm rồi. Hồi nãy không có pha nào xì lai á. Xì lai mới vui đúng không? Xì lai mới vui. Luôn á. Sao Sanchez này đã ok chưa? Trời ơi, thông thả quá. Quá thông thả luôn. Dây chằng nhân tạo thông thả dễ sợ luôn. Chân trái hay chân phải? Chân phải đúng không? Mình chân trái rồi đứng cặp luôn nè. Cặp dây chằng nhân tạo. Một cặp như thế này tính ra là 260 triệu nha anh em. Nani? Tính ra mỗi mấy tháng rồi? 4 tháng mấy, gần 5 tháng rồi đó. 4 tháng mấy đã rồi. Tới ngày 5, 8 ngày, từng lại nữa đúng 5 tháng. Thôi mình 4 tháng mình cũng đá được rồi. Chụp hình đó. Ok, vô. Chuẩn bị ăn trưa. À, chắc là mặc vậy luôn chứ đâu có thay đồ nữa. Chịu ra tiếp. Phú ơi, kiến tạo tốt em. Tuyệt vời, kiến tạo đội bạn đánh đầu ghi bàn luôn. Hỏi lộn, kiến tạo đội bạn đá cục 2 ghi bàn.
Xem lại là biết liền. Kiến tạo bằng gì vậy? Bằng vai luôn, ghê vậy. Ủa anh ta đá banh pha đó cao cao tới đầu ai chơi đến vai vậy? Rồi còn giấu anh luôn, ghê thiệt. Hết tập 1, anh em thấy hay nhớ like và donate cho kênh YouTube của Thetai Soccer nhé. Và cũng đừng có quên đăng ký kênh để đón chờ tập 2 sẽ có trong thời gian sắp tới nha. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.